Xin chào anh chị, hôm nay em lại giới thiệu cho anh chị một lô đất lớn ở Tóc Tiên. Diện tích đất của mình là 26.000 m2 ấp 1 Tóc Tiên. Đất của mình có 600 m2 thổ cư. Đất mình có hai mặt tiền đường nhà nước. Mặt tiền thứ nhất có chiều dài là 163 m. Mặt tiền thứ hai có chiều dài là 150 m. Đất này đang quy hoạch hiện tại là đất ở đô thị và cây lâu năm. Hiện tại đất thuộc xã Tóc Tiên, sắp tới đã có kế hoạch lên phường Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại với vị đất này, quý anh chị có thể mở kho bãi, nhà xưởng hoặc là làm công ty sản xuất. Đường ở đây đa phần là đường lớn rộng thoáng, kết nối được với các con đường chính, khu vực thị xã Phú Mỹ, phường Phước Dịch, xã Châu Pha và phường Phú Mỹ. Từ vị trí đất đi về quốc lộ 51 là 5 km. Kế bên vị trí đất của mình là công ty Talet Việt Nam, chủ sở hữu là của Hàn Quốc. Công ty hoạt động năm 2016 với quy mô là hơn 1.000 công nhân. Cách vị trí đất 500 m là công ty Onwell Việt Nam, hoạt động năm 2006 với quy mô là hơn 5.000 công nhân. Tương lai khu vực này được quy hoạch thành cụm khu công nghiệp lớn tại Tóc Tiên. Sau đây mời anh chị xem tiếp toàn cảnh đất bay từ độ cao 200 m. Trên clip em có đánh dấu vị trí đất anh chị xem qua. Đây là hai con đường nhà nước em có giới thiệu lúc đầu. Đây là hướng về trung tâm hành chính phường Dịch. Đây là đường đi xuống Tóc Tiên, các vị trí đất 500 m. Đây là trục đường chính Dịch Tóc Tiên, các vị trí đất 600 m. Trước mặt chúng ta là hai hồ lớn là hồ Châu Pha và hồ Đá Đen. Em có đánh dấu toàn cảnh đất từ trên cao nhìn xuống, anh chị hình dung xem qua. Đây là hướng nhìn về xã Châu Pha, thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu. Từ vị trí đất cách trục chính Phú Mỹ Tóc Tiên là 500 m. Đây là hướng nhìn về trung tâm hành chính thị xã Phú Mỹ. Từ vị trí đất đi ra quốc lộ 51 là 5 km. Đây là toàn cảnh thực tế đất 26.000 m2, 600 m2 thổ cư, hai mặt tiền Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Anh chị quan tâm đầu tư liên hệ em số 0901465002. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị đã xem qua. Chúc anh chị sức khỏe, thành công, công việc thuận lợi, vạn sự như ý, thành công. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào anh chị, hôm nay em lại giới thiệu cho anh chị lô đất 7.481 m2, mặt tiền láng lớn Xà Bang. Đất của mình có 300 m2 thổ cư. Đất thuộc xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đây là toàn cảnh lô đất 7.481 m2, bay từ độ cao 200 m. Như anh chị có thể thấy, ở đây là mảng xanh rất là lớn. Khí hậu khu vực này rất là ôn hòa. Phần lớn ở đây dân sở hữu diện tích đất lớn hơn 2.000 m2. Các trục đường nhánh thì tầm khoảng 50 đến 100 m sẽ có một nhà dân. Vì đất của mình là trục đường chính nên là nhà cửa rất là san sát, cư dân hiện hữu đông. Đây là vị trí đất của mình. Mặt tiền trước mặt là trục đường chính láng lớn Xà Bang. Anh chị có thể thấy mặt tiền trước mặt là dân cư rất là đông đúc. Từ vị trí đất đi tầm khoảng 7 km sẽ ra quốc lộ 56 hướng về Long Khánh. Từ vị trí này đi về hướng quốc lộ 51 là hơn 20 km. Đi về thành phố biển Vũng Tàu là hơn 40 km. Đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh là hơn 70 km. Đây là hướng nhìn về trung tâm thương mại Kim Long. Đây là hồ Kim Long. Ở gần đây thì có rất nhiều anh chị khách hàng từ Sài Gòn về xây view nghỉ dưỡng ở quanh khu vực này. Đây là hướng nhìn về thị xã Phú Mỹ, quốc lộ 51. Đi theo hướng này chúng ta có thể về thành phố Vũng Tàu hoặc là về lại thành phố Hồ Chí Minh.
Nhìn xa xa đây là hồ Đá Đen, hồ lưu trữ và điều hòa lượng nước cho khu vực toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là vị trí đất của mình, 7.481 m², 300 m² thổ cư. Đây là hướng nhìn về sân bay quốc tế Long Thành, hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Trước mặt chúng ta là khu công nghệ cao 3.800 ha cụ bị, sắp tới sẽ được triển khai. Nếu tính đường chim bay thì cách đất chúng ta tầm khoảng 7 km. Vậy tính ra đất mình có thể làm nhà vườn nghỉ dưỡng, hoặc là nếu mà anh chị đầu tư xa hơn thì anh chị có thể đầu tư xây nhà xưởng, nhà máy. Đây là hướng ra quốc lộ 56, hướng về Long Khánh, Đồng Nai. Nhìn từ trên cao anh chị có thể hình dung là dân cư ở đây hiện hữu rất là đông đúc. Đây là toàn cảnh lô đất em muốn giới thiệu đến tới quý anh chị. Đây là toàn cảnh lô đất 7.481 m², 300 m² thổ cư, mặt tiền trục đường chính lén lớn Xà Bang. Có thêm một chi tiết nữa là đất của mình có hai mặt tiền trục chính lén lớn Xà Bang và mặt tiền đường đất 26 m. Đây là thông tin cơ bản lô đất 7.481 m², mặt tiền lén lớn Xà Bang. Anh chị quan tâm đầu tư liên hệ em số 0901 465 002 Quốc Bảo. Em sẽ hỗ trợ anh chị đi xem thực tế đất và đưa anh chị gặp trực tiếp chủ đất để làm việc về giá. Hiện tại chủ đang cần tiền nên giá thương lượng rất là tốt, anh chị có thể tham khảo đầu tư. Cảm ơn anh chị đã xem qua, chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và ngày càng thành công. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.又想起曾经的他，曾经约好了一起相守白发，如今他又在哪儿啊？你说你是我最美的花，我也曾最爱你的长发，如果我们的爱是风中雪花，能不能不要急着融化？总是想起你说过的话，才觉得自己太傻，是不是你忘了曾经的话，才会将我丢在天涯？一开始说陪你到老的人，现在他还在吗？是不是承诺总经不起风吹雨打，所以你才转身退下？公园đã tự chọn, có gì mà khó khăn đâu. Đi vào bước đường cùng, thời thế không thuận lòng người, nên trời xuân ta xuân, trời hạ ta hạ, đời người ngắn ngủi, nên làm thì làm thôi. Trời không dồn người vào đường cùng, đất có đức hiếu sinh, hoa có lúc nở lúc tàn, sông dài cũng có ngày cạn kiệt. Chào anh chị, hôm nay là ngày 25 tháng 5 2023. Thì bây giờ em sẽ quay cho anh chị xem cập nhật tiến độ mà xây cái bờ ranh của cái lô đất 26.000 m², 600 thổ cư ở Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Cục pin nó rộng lắm, để em quay chi tiết cho anh chị xem. Đây là cái đường bê tông hiện hữu rồi. Thì cái này là đường nhà nước. Thì cái đường bê tông này là do chủ đất tự bỏ tiền ra đổ đường. Nó vào tới bên kia. Bên đây là công ty Talet. Còn ngoài cánh ngoài đây là công ty Onwell. Đây là đường nhà nước. Hiện tại là đang đổ đá mi rồi. Thì xe đang làm việc trưa nay 11 giờ rưỡi rồi, nên là tài xế nghỉ ngơi. Thì cái này là sẽ được, sắp tới là sẽ đổ bê tông. Cái này là đường nhà nước thi công luôn. Bên đây là đường nhà nước luôn. Nguyên dọc cái trục này là đất có thổ. Nguyên cái cụm này là 26.000 m², có 600 thổ cư. Đa phần á là những cái thửa từ đây qua đến bên kia, cái bờ tường múc bên kia, tí em sẽ quay cho anh chị xem. Là những lô bên đây là cái láng để cho mấy chú xây dựng bờ tường ở lại trông coi vật tư và xây dựng luôn ở tại đây luôn cho nó tiện.
Đây là cái farm rau sạch 4K của Bách Hóa Xanh, thì nó vẫn còn đang hoạt động. Ở bên trong là phía bên trong này đó là sẽ thấy rau củ quả được trồng rất là nhiều. Bên đây là con đường nhà nước đang làm đường bê tông hơn 6 mét. Đây là cái bên này, bên khuôn viên bên này là cái farm rau sạch 4K hơn 1 hect vẫn còn đang hoạt động của Bách Hóa Xanh. Không gian rất là rộng. À, ngày bắt đầu xây 27 tháng 4 tại vì có một chú thợ xây và một chú phụ hộ thôi, nên là cái tiến độ nó cũng gần xong rồi, gần 1 tháng, còn 3 ngày nữa là tròn 1 tháng. Đến đoạn này là em đã đi hết một vòng đất mình nhìn vòng qua bên này. Này mới có 2 hecta thôi. Còn bên này nữa. Bên này cũng hơn gần 6.000 nữa. Là đủ 26.000 mét vuông. Nó sẽ đi ra thẳng đường 81 Phú Mỹ Tóc Tiên luôn, rất là tiện. Vậy là cái này là còn 5 ngày nữa xong hả? Dạ. Cái này coi thứ mấy? Này thứ 5 rồi. Cái này 6, thứ 7, 2 ngày đó, 2 ngày đó là tới cây cọc đó đó. Từ ngày mai, ngày mai qua quả đông cua đó. Này thứ 5 không? Dạ. Thứ 6, thứ 7, thứ nhật, thứ 2, thứ 3, cách thứ 3 quá. Thứ 6, thứ 7 là chỗ lên trên đó hết rồi đó. Dạ. Thứ 7 tới cây đó đó. Thứ 7 chỗ rồi tới cái gò mối đó đó. Tầm 4, 5 ngày thôi. Đó, hết từng rồi. Rồi, nghỉ ăn cơm đi chú. Nghỉ gì? Nghỉ ăn cơm cho nó khỏe. Đại gia vô đã xin lắm, bà đã thân gia xin lắm. 带他四海飘荡，去向往的远方。我想我再不用流浪，也不用再逞强。我也已就滚烫，放下廉价的悲伤，借口别再用面纱，情感情愿的圈套，为你画地为牢，用情愫的深情磨砂，心却洗涤俘虏。 悲伤，却洗涤俘虏做错。
시간 바랐던 자신.